Tây Huyễn thiết lập game online chân chính kỹ thuật lưu, tuyệt đối đặc sắc game online thiết lập, tính trò chơi kéo đầy, không có dáng lâm hiện thực, nội dung bảo đảm sản khoái, game tính không mạnh còn gọi là cái gì game online. Năm 2030, công nghệ thực tế ảo hoàn thiện, trò chơi đầu tiên ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thần vực ảo tưởng đã trở nên nổi tiếng toàn cầu. Là người đứng đầu bảng xếp hạng nội trắc, trần dật dựa vào kinh nghiệm và ưu thế kỹ thuật nội trắc sau khi mở trang phục liền nhanh chóng trở thành người đứng đầu thần vực ảo tưởng. Anh nói trò chơi này không có lợi cho việc quét đơn. Xin lỗi vì một mình tôi thành thần. Khi tất cả mọi người đắm chìm trong trò chơi có độ chân thực cực cao này làm không biết mệt thì đột nhiên phát hiện, thế giới trò chơi của bọn họ lại đột nhiên biến thành thế giới hiện thực. Tử vong sẽ không sống lại, bị thương sẽ chảy máu, đau đớn đẳng cấp kéo đầy, liền giống như xuyên qua đến trong thế giới trò chơi đồng dạng. Chỉ có thông quan trò chơi mới có thể trở lại thế giới hiện thực trong trò chơi thần minh nói như vậy. Vì tìm được biện pháp trở về, Trần Giật yên lặng đi lên con đường đơn đã quần thần. Chương 1 Trò hay mở màn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Vào trò chơi trước tiên xác nhận đăng xuất khóa có hay không tại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Muốn làm giàu, trước hết vết heo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Lần đầu gặp thủ lĩnh quái. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Nhẹ nhõm đánh vết giả trư vương thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Lộ muốn từng bước một đi, bước chân bước lớn dễ dàng dắt trứng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Gobin Slayer Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Thay đổi 6 trang Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Lần đầu gặp 10 cấp quái, vẫn như cũ nhẹ nhõm cầm xuống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Liên tục chiến đấu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.